Như nội dung video lần trước có trên kênh Đăng Hoàng Vlog thì Hoàng có đề cập đến cái vấn đề của một số thông tin trên báo chí, cũng như là quý vị anh chị đang còn thắc mắc là Slammer 81 đứng vị trí thứ 8, thứ 10 hay là bao nhiêu của thế giới đó, thì Hoàng cũng có thông tin ở trong video là Slammer 81 sau khi hoàn thành thì sẽ không thể đứng vào top 10 của thế giới được, và nếu như mà không hoàn thành sớm thì cũng không thể là đứng vào top cao nhất của Đông Nam Á ASEAN chúng ta được. Vì vậy đây là đối thủ cạnh tranh top 1 của Slammer 81. Hiện nay thì chủ đầu tư đã khẳng định rằng là tòa nhà Exchange này sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2018. Trong khi đó thì tiến độ của Slammer 81 vẫn đang còn rất là chậm. Và Đăng Hoàng Vlog kính mời quý vị anh chị và các bạn cùng theo dõi tiến độ Slammer 81 có hoàn thành trong một tháng nữa không như là lời khẳng định trong cái lễ cất nóc nhé. Mời quý vị anh chị cùng xem những hình ảnh mới của tòa nhà Slammer 81. Hôm nay Đăng Hoàng Vlog xin mời quý vị anh chị quay trở lại tòa nhà Slammer 81. Tại vì hôm nay Hoàng thấy là tiến độ hình như đang bị chậm lại, cách đây khoảng 3 tuần thì đã làm lễ cất nóc và bảo là khoảng 1 tháng nữa thì xong, nhưng mà hiện nay thì Hoàng thấy là tiến độ vẫn đang còn y nguyên, không có tiến triển bao nhiêu. Đó tức là cái tầng 70 này này. Cái tầng 70 này này thì cách đây cái hôm cất nóc đã gần lắp tiếng gần lên tới đó rồi, nhưng mà hôm nay thì cũng chưa tiến triển được bao nhiêu. Thì có thể là đang có những cái kế hoạch thay đổi một chút xíu. Bên này là cầu Sài Gòn này quý vị anh chị các bạn. Đó, cầu Sài Gòn 1 và 2. Ở đây thì khách đi Sài Gòn Waterbus đang đứng chờ tuyến tàu về. Đây là cái bến để ra. Hôm nay thì tàu vẫn chưa về đây. Đã có một video Hoàng đề cập đến cái sự bất tiện của tàu Sài Gòn Waterbus này rồi. Rồi quay trở lại tòa nhà Landmark đi. Thì hôm cất nóc là khoảng mùng 9, mùng 10 tháng 3 gì đó. Thì thông tin là 1 tháng sau sẽ xong. Thì bây giờ đã cuối tháng 3 rồi. Chỉ còn khoảng 90 ngày nữa thì Hoàng nghĩ là không thể xong cái nội này được. Đấy quý vị anh chị cũng có thể thấy là các cái vận thăng lồng này, các cái vận thăng lồng đang hoạt động. Nó thấy nó chạy lên chưa? Đấy, 1-2 cái vận thăng lồng đang hoạt động chạy lên. Đang đưa vận chuyển người lên. Thì cái chỗ công trình này vẫn đang còn là hoạt động, nhưng mà có thể là chậm hơn cái kế hoạch dự tính là 1 tháng. Thì không sao, miễn là sẽ hoàn thành thôi. Hoàn thành lùi một tí, nhưng mà để cho nó đảm bảo chất lượng công trình cũng được quý vị, đúng không quý vị anh chị? Chứ bây giờ mình mà thúc đẩy tiến độ quá thì cũng không nên. Thì bên này thì đây là đang có một cái xà lan đang thi công cái công trình bờ kè cho sông Sài Gòn đây, quý vị anh chị thấy bờ kè sông Sài Gòn để chống sạt lở vào phía trong này. Đó, như vậy. Dưới này là lòng sông Sài Gòn, ngay chân cầu Sài Gòn. Bên kia là quận Bình Thạnh, nơi vị trí của tòa nhà Landmark. Còn chỗ Hoàng đứng đây là bến Phà Bình An. Thì chỉ vài phút ngắn ngủi Hoàng muốn cập nhật cái tiến độ, những cái hình ảnh mới nhất của tòa nhà Landmark đến quý vị anh chị như thế. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video, cũng như là đã ủng hộ kênh Đăng Hoàng Vlog trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.